Thì tỏi đây là một cái tưởng chừng như là một cái cách sơ chế nó rất là dễ, nhưng mà đây là một cái rất là phức tạp. Mình phải làm sao cho phi tỏi nó thơm, cái độ vàng nó phải chuẩn Pantone BMS 755C, đó là cái độ vàng chuẩn khi mà mình phi tỏi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Tú và Bếp. Và ngày hôm nay thì Tú xin giới thiệu tất cả mọi người một cái món ăn rất là đơn giản mà ai cũng đã từng ăn rồi, đó là món salad. Trên bàn Tú đã có chuẩn bị nhiên liệu sẵn, đó là nước. Nước này thì luôn luôn rồi, Tú sử dụng máy lọc nước điện giải ion kìm. Đây là một cái máy lọc nước mà Tú nghĩ rằng rất là tốt. Đó là lý do vì sao mà chúng ta nên có một cái máy lọc nước này. Rau, salad, cà chua bi, hành tây, tỏi, gia vị và một cái chảo nhỏ để mình phi tỏi. Đây là một món ăn mà Tú nghĩ rằng là thứ nhất là rất là dễ làm. Thì ngày hôm nay Tú sẽ giới thiệu tất cả mọi người cách làm đúng nhất về salad. Đầu tiên thì mình cứ lấy salad mình thả vào nước để mình ngâm rau. Tú mua rau salad này là dành cho khoảng 2 người ăn. Thì đây mình sẽ thả vào nước hết. Hơi nhiều nhỉ. Bỏ bớt lại đi. Thì hai người ăn hơi nhiều nên là Tú sẽ thả bớt lại vào đây. Sau khi mình ngâm, mình sẽ cho một ít muối vào. Ê, biết nghe nè, cái xài máy lọc nước thì đâu cần nước muối gì đâu. Nhưng mà nhiều người họ không có biết máy lọc nước. Dạ, em đang quay series á chị. Vâng, và mình sẽ cho muối vào để mình ngâm rau. Và hiện tại thì như mọi người nhìn thấy, đó là chị trợ lý của Tú thì đã lấy nước, nó ngập ít hơn rau. Nhưng mà mình vẫn làm tại vì mình dùng theo cái cách phương tiện ai vào đấy ạ. Em đi vào đi, anh đang quay series mà. Mọi người vào hết đi. Đi tự tin lên. Đi tự tin lên luôn. Rất là xin lỗi mọi người tại vì đoàn của Tú mới đi múa lân về. Muối thì mình chừng khoảng 20-30 gram, tùy theo mọi người ước lượng, mình sẽ ngâm. À, trước khi ấy thì tay Tú đã rửa sạch sẽ rồi nhá. Sẽ ngâm rau cho nó sạch. Đó. Cà chua thì thật ra thì mọi người thích thì ngâm, thích thì thôi. Nhưng mà Tú thì ngâm đi. À, cà chua thì Tú sẽ dành cho khoảng 2 người ăn. Nên là mình sẽ lấy khoảng 2 quả thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ làm công cụ, đó là mình phi tỏi. Đây là một cái tưởng chừng như là một cái cách sơ chế nó rất là dễ, nhưng mà đây là một cái rất là phức tạp. Mình phải làm sao cho phi tỏi nó thơm, cái độ vàng nó phải chuẩn Pantone BMS 755C, đó là cái độ vàng chuẩn khi mà mình phi tỏi. Nếu mà mọi người làm bị phi tỏi quá, nó sẽ bị cháy và nó sẽ không thơm và nó sẽ không ngon nữa. Thì đầu tiên mình sẽ bắt dầu lên. Dầu thì mình cứ ước lượng nghe thôi. Chị Nguyên ơi, bếp bật như nào chị Nguyên ơi? Bếp bật như nào đấy? Và bây giờ Tú sẽ bắt đầu chị và em quay. Rồi và bây giờ Tú sẽ bắt đầu phi tỏi. Đợi cho mình dầu nó nóng nóng xíu. Chưa gì đã thấy được mùi thơm, rất thơm. Cứ đảo đều liên tục thôi nhé mọi người. Và mọi người để ý này, khi mà tỏi bắt đầu nó chuyển qua màu vàng này, mọi người phải canh rất là kỹ. Tại vì nếu mà nó bị cháy á, sẽ không ngon và ăn sẽ không tốt cho sức khỏe. Và khi mà đến độ chín này thì mình tắt bếp, mình bỏ ra. Đó, rất là đẹp, màu rất đẹp. Hơi đen. Thật ra thì cái để mà chuẩn cái loại mà Pantone BMS 755C á, thì 7555C á, thì đây là Tú làm khác một chút. Của Tú là 75556, tức là mình có độ chín hơn với cả 75555. Đây mình sẽ để ở đây. Đó, mình sẽ để đũa ở đây. Và tiếp theo một cái công đoạn rất là dễ, đó là bóc hành. Bóc hành thì rất là dễ thôi. Thì các cái vân hành á, nó phải đều nhau. Mình cắt làm sao cho đẹp.
rau nãy giờ mình ngâm thì tôi nghĩ là chắc cũng đã được rồi. Và bây giờ mình sẽ đem đi đổ nước. Cái bước mà tôi nghĩ là quan trọng nhất trong trong làm rau này, đó là cách vẩy rau. Đây là cách mà rất là nhiều người họ không biết cách vẩy. Thì đây, tôi sẽ dạy cho mọi người cách vẩy rau làm sao cho chuẩn. Đầu tiên, tay mình cầm như này, mình bung lên mình vẩy xuống. Mọi người chờ tôi cũng tí nhé. Tôi sẽ biểu diễn lại thêm một lần nữa. Đây, sẽ nhìn như này, để hai tay như này. Mọi thứ phải thật nhanh, diễn ra một cách cực kỳ nhanh và dứt khoát. Trớn quá, thôi. Tôi nghĩ mọi người để khô là được, để khoảng chừng 5 phút là nó khô mà. Để mà một cái bữa ăn nó hiệu quả nhất, nó đẹp nhất thì mình phải cần trang trí. Đây là bước cuối cùng trong một bữa ăn. Đúng hơn á, thì mình sẽ lấy dĩa. À, mọi người nhớ phải cắt cái cuống này nhá. Để nãy mình vội quá, mình chưa cắt được. Thì đây, mình sẽ cho vào. Đó. Nãy mình vội quá, mình chưa cắt được cái cuống nó đi. Tiếp theo mình sẽ bỏ hai quả cà chua bi. Tại vì cho hai người ăn nên mình lấy đúng hai quả, mình sẽ rửa tiếp. Vậy. Rồi. Hai quả chua bi, sau đó là hành tây. Sau cho con. Nếu mà bự thì đây, mình sẽ lại trổ tài tiếp. Mình tại vì mình là người rất là thích dùng dao. Và mình đúng cái là dùng dao rất là giỏi. Thì đó, thì em đưa dao này mà dao này cùn lắm luôn ạ. Đó, mình chỉ thể hiện vậy thôi chứ thực ra ra như này, nhưng mà ăn salad thì nên để như này. Ăn bự bự cho nó ngon chứ. Đó, đây là một loại dầu giấm rất ngon. Khi mà mình ăn kèm với cả salad mình sẽ đổ vào. Mọi người nếu mà hỏi Tú về cách thức làm dầu giấm thì có rất nhiều cách thức để làm dầu giấm một cách ngon để mình ăn kèm cả salad. Nhưng mà tiện nhất thì mọi người nên đi ra siêu thị mua. Tại vì bây giờ tôi nghĩ thời buổi này thì ở bất cứ siêu thị nào nó cũng sẽ bán dầu giấm. Thì mình sẽ đổ một ít vào. Ai ăn bao nhiêu thì đổ bấy nhiêu. Mình là người khá thích ăn dầu giấm. Sau đó thì mình sẽ cho tỏi vào. Rất thơm. Bước quan trọng nhất là mình sẽ trộn đều lên. Đây là một món salad mà tôi nghĩ rằng rất dễ làm và ai cũng có thể làm được. Healthy cũng được. Thì đây là cái món mà tôi nghĩ phù hợp cho tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi. Và lời cuối cùng, xin chào tất cả mọi người. Xin chào và hẹn mọi người ở những tập sau cùng Sơ Ri Tú và Bếp. Những món ăn rất đơn giản, dễ làm nhưng cách thức làm lại rất khác với tất cả mọi người. Bởi vì đây là những món ăn mà chúng ta nghĩ dễ làm nhưng lại vậy, không như thế. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập sau. Cảm ơn mọi người.